Biết à, là có tôi thứ bảy gọi. Tôi thứ bảy chủ nhật. Tôi chẳng có chiều, chẳng chiều. Chiều mấy giờ? Chị á? Chiều 4 giờ về nhà, tôi sáng thức chủ nhật rồi. Đi không? Thôi nè. Phải thứ bảy nha. Chị lại chiều thôi. Nhưng mà Hà với Huệ là về nhà Hà trước à? Hai đứa về hai nơi à? Tạm thời chia tay à? Nhưng mà Huệ là về nhà em luôn chứ? Về tới nhà là chắc là 6 giờ à? 5 giờ. Về cái đi lễ luôn. À không, chiều thứ bảy, chiều mai đi lễ. Nó trong xe về tới gần tới nơi luôn hay sao? Mình đi taxi về hả? Đi xe máy về đi chờ về. À, đem xe về hả? Quên. Về dục xe nó luôn vậy rồi. Đem ra không? Ý là có đem ra lại không? Chắc có chứ, mình ra đi. Mình thường đi lề đi thôi. Đi lấy xe mấy đứa đi kìa, đỡ kìa. Ừ, có đi đâu, đi Grab cho khỏe cha đi. Còn không, bí quá thì mới đi Grab, còn không lái xe mấy đứa đi nè, sẽ chị đồ đầy mà. Đúng không? Buổi sáng mấy đứa đâu có đi đâu.
chị, anh chị xíu nha. Còn để khách chơi với dưỡng á. Sao ấy?
con chưa cắm mắt đúng không? Trời, đại kêu chi mà. Đi đường này chứ.